Mới đây, nữ diễn viên Anne Hathaway đã tham dự lễ trao giải Woman in Hollywood của tạp chí Elle. Tại lễ trao giải, nữ minh tinh cho biết cô học được nhiều điều từ việc bị dư luận phản đối sau chiến thắng Oscar năm 2013. Nữ diễn viên Anne Hathaway chia sẻ rằng nhờ trải nghiệm khi bị khán giả chỉ trích sau khi giành được Oscar 2013 nhờ vai diễn trong phim Những người khốn khổ, ngôi sao 39 tuổi nhận ra cô không muốn dính dáng đến những năng lượng tiêu cực. Nữ diễn viên chia sẻ, bản thân cô cũng từng nói những ngôn từ mang tính thù hằn với chính mình từ khi 7 tuổi. Tuy nhiên, cảm giác bị đả kích bởi người khác lại không giống như vậy. Nữ chính phim Nhật ký Công chúa hy vọng mọi người trên thế giới học được cách yêu thương thay vì đả kích nhau. Cũng trong bài phát biểu, nữ diễn viên yêu nữ hàng hiệu ghi nhận thành tích của những nữ nghệ sĩ khác, từ diễn viên đến đạo diễn danh tiếng. Cô cảm thấy hạnh phúc cho nữ giới bởi họ có thể đạt được những thành tích cao một cách dễ dàng. Anne Hathaway sinh năm 1982, nổi lên sau vai diễn Mia Thermopolis trong bộ phim Nhật ký Công chúa năm 2001. Mới đây, nữ rapper Lil Sim đã giành giải thưởng Mercury danh giá của năm với album Sometimes I Might Be Introvert. Giải thưởng này đánh dấu một năm thành công của rapper người London, người đã giành giải danh hiệu nghệ sĩ mới xuất sắc tại lễ trao giải Brit 2022. Lil Sim đã đánh bại Jack Art, Wellclad, Shao Easton, Sam Fender, Novotune, Yuki, Radical, Joy Crop, Jesse Buckley và Bernard Butler, Harry Styles, Weno và Fergus McCready. Lil Sim đã được trao vương miện chiến thắng tại Hammersmith Apollo nổi tiếng ở London sau khi buổi lễ bị trì hoãn một tháng sau sự ra đi của nữ hoàng Anh. Các thành viên ban giám khảo cho biết họ thật sự bị ấn tượng với album của Lil Sim bởi album là tác phẩm của một người luôn nỗ lực không ngừng để thúc đẩy bản thân. Âm nhạc Anh và Ireland đã phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Điều đó đã làm cho ban giám khảo vô cùng khó khăn để chọn ra một người chiến thắng chung cuộc. Tại buổi lễ, Lil Sim nói cô choáng ngợp và biết ơn khi giành giải thưởng Mercury. Cô gái 28 tuổi đã gửi lời cảm ơn tới gia đình, đặc biệt là anh trai. Cảm ơn Mercury vì giải thưởng đáng kinh ngạc này. Mới đây, nam tài tử Daniel Craig đã nhận một huy chương danh dự tại lâu đài. Daniel Craig được trao giải thưởng người đồng hành của Thánh Michael và Thánh George nhờ những đóng góp và thành tựu to lớn mà nam tài tử đã đạt được trong nghệ thuật, đặc biệt ở lĩnh vực phim ảnh và lĩnh vực sân khấu. Mới đây, tài khoản Twitter chính thức của Hoàng gia Anh đã đăng tải một bức ảnh của ngôi sao James Bond tại buổi lễ huy chương danh dự. Đây cũng là buổi lễ phong chức đầu tiên của Hoàng gia Anh kể từ khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời. Tại buổi lễ này, công chúa Annie là người đã trao tặng huy chương cho Daniel Craig. Đây không phải lần đầu tiên nam tài tử có cơ hội gặp gỡ với Hoàng gia Anh. Vào năm 2012, nam tài tử từng đóng chính cho một quảng cáo Thế vận hội mùa hè ở London với vai điệp viên 007 đứng song hành bên nữ hoàng. Trong quảng cáo này, James Bond của Daniel Craig được thuê để hộ tống nữ hoàng đến đấu trường Olympic. Daniel Craig cũng từng nhận huy chương tương tự từ chính nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vào tháng 1 năm nay. Đây là một cách tôn vinh vai trò của anh với vai diễn điệp viên huyền thoại khi mà nhân vật này cũng đã được trao vinh dự tương tự trong các bộ phim. Anh cả Jin của nhóm nhạc đình đám BTS sẽ phát hành đĩa đơn đầu tiên mang tên The Astronauts. Thông tin này đã được công ty quản lý của anh xác nhận mới đây. Theo Big Hit Music, nam ca sĩ Jin sẽ trở thành thành viên BTS thứ hai ra mắt với tư cách nghệ sĩ cá nhân sau J-Hope. Trước đó, J-Hope đã phát hành album solo đầu tiên Jack in the Box vào tháng 7, trở thành thành viên đầu tiên của nhóm tách ra solo. The Astronaut có thể sẽ là bài hát cuối cùng của Jin trước khi anh nhập ngũ. Jin đã thông báo bất ngờ về việc phát hành đĩa đơn mới của mình trong buổi biểu diễn của ban nhạc ở thành phố cảng Đông Nam Busan. Thành viên lớn tuổi nhất của BTS chia sẻ rằng bài hát mới này có sự giúp đỡ của một người mà anh yêu thích. Tuy nhiên, Jin không cho biết thêm chi tiết nào khác ngoài tiết lộ trên. Trước đó, công ty quản lý của nam ca sĩ 29 tuổi cho biết anh sẽ thực hiện các bước để nhập ngũ trong thời gian tới. Theo đó, Jin sẽ là thành viên đầu tiên của BTS thực hiện nghĩa vụ quân sự.